Shop quyền DZFF.vn là shop chính thức của mình. Hiện tại đang ít 2 nạp thẻ mọi mệnh giá. Anh em nào có nhu cầu mua Amplify hoặc thử vận máy vòng quay kim cương giải ra thì hãy nhớ đến shop của mình nha. Trước mặt 2 thằng này em ơi. Số 4 này có hỗ trợ anh với. Ok anh qua đây. Nhanh, tụi nó ở sau tầng đá kia. Cúc một. Đẩy qua luôn. Lia. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Quyền DZ. Thì ở đầu video thì anh em đã biết nội dung clip của ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Nội dung clip ngày hôm nay là mình sử dụng khẩu M79 bắn bắt phá bắt trúng luôn anh em nha. Và ngày hôm nay mình sẽ thông báo cho anh em một cái tin hot. Đó là hiện tại shop của mình là đang ít 2 nạp thẻ mọi mệnh giá và đang nằm ở trong tuần lễ vàng 20 tháng 11 đây. Đó, tuần lễ này thì shop của mình là tăng tỷ lệ trúng kim cương nhiều hơn nha anh em. Và mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái bí kíp là anh em hãy quay ít 5 ít 10 lên thì lúc đó tỷ lệ nổ hũ ra rất là cao luôn anh em nha. Rồi ta đi thôi anh em ơi. Yo. Và mình đã có mặt tại khu rừng đỏ rồi anh em nha. Ở trường này mình và đồng đội không mang chim nên chỉ bay đến đây thôi anh em. Ta xuống đây ta nhặt ít đồ rồi ta đi xuống khu rừng đỏ luôn. Thì ngày hôm qua mình có đố anh em một cái câu hỏi, đó là mình giết được bao nhiêu kill bằng khẩu súng trường và khẩu súng tiểu liên. Thì đáp án là 17 kill bằng khẩu súng trường và 5 kill bằng khẩu tiểu liên. À gì có thằng đạp vô này để này. Bên dưới vẫn còn người đây anh em nhá. Thì đáp án là 17 kill súng trường và 5 kill súng tiểu liên. Và có rất là nhiều bạn đã trả lời đúng, nhưng mà các bạn không like và không subscribe vào kênh thì cho nên là mình sẽ chọn ra một bạn nhắn tay và may mắn nhất nha. Đây, trên lầu vẫn còn người nha, trên đâu có tiếng chân, đây trong nhà này. Này, ui gì vậy? Hai mẫu, 30 mẫu rồi. Thanh niên lớp lõ, lanh niên lớp vất lừa trai đã anh em ơi. Thanh niên lớp lõ, nhảy, chỉ luôn anh em ơi, chỉ luôn, cầm lục bắn luôn nè. Lục này rất là mạnh luôn anh em. Này, dùng lượng tài mà dùng khối ăn gạt luôn. Này thì lượng tài ha, rồi, ngon. Đấy, thì mình sẽ chúc mừng bạn Vua Thạch Đầu Lâm. Có ID là 21388-1305. Bạn này đã trả lời đúng và nhắn tay nhất nha anh em. Mình đã gửi đến 1500 kim cương vào tài khoản của bạn này. Từ, bên ngoài vẫn có người anh em ơi, trên lầu này. Đây, từ, không có. Bên kia, chỗ có thang của người này. Mẹ khẩu mắc 7 bắn 3 phát không chết mà mắc 7 hay súng nhựa vậy. Đấy, thì ngày hôm nay tôi vẫn có một câu hỏi cho anh em chơi, đó cho các bạn chơi tham gia mini game cho vui. Câu hỏi ngày hôm nay trị giá 1500 kim cương cho bạn nào nhanh tay và may mắn nhất nha anh em. Câu hỏi như sau, đó là mình sử dụng khẩu M79 bắn trúng bao nhiêu viên và mỗi viên gây ra bao nhiêu sát thương. Anh em hãy comment đáp án của mình vào bên dưới nha. Và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh của mình nha. Nếu mà các bạn không like và không đăng ký kênh thì các bạn không có qua đâu anh em ơi. Tại vì mình những cái mini game này thì mình để dành cho những bạn nào mà đã đăng ký kênh rồi. Đấy, anh em thông cảm giúp mình với nha. Rồi, và bây giờ ta xuống thỉnh này ta nhặt luôn anh em ơi. Đây, xem thỉnh này có M79 không anh em nhá. Đây. Ok, có M79 luôn anh em ơi. Ta về ta bảo thu thôi anh em ơi. Đây. Tụi nó vẫn quấn quần từ đấy thôi anh em ơi. Đây, có xe tới này, có xe xuống. Đây, từ anh em ơi. Đây, bụi cỏ chúng tôi. Một phát, này đi bụi cỏ à, một thằng là nào. Con nha, đồng đội nó kéo xuống đấy. Ta đây, quá ta nhặt xác ta anh em ơi. Đây. À, thằng này có mơ không cũng. Rồi, di chuyển nào. Để tôi chỉnh đôi nhảy lại đây anh em ơi. Rồi, buồn lắm. Ở đây, sau lưng luôn. Này. Trong nhà anh em ơi. Đây, nó ở mép cửa thấy không? Đây, phóng vào này. À, nó chạy. Từ, đẩy qua luôn anh em ơi. Đây, trong nhà. Đây, trên lầu. Rồi, sau nhà rồi. Nó bắn đúng mình cũng rồi. Từ. Cũng mơ về chỉ ra phóng luôn anh em nha. Thằng này 70 tên nữa. Đây. Này thì bắn tôi à, 175. Một máu. Rượt theo. Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Bắn tung đồi à, gạt luôn anh em ơi. Đó, nhặt xuống rồi đó. Đấy. Ok, ta đi cứu thôi anh em ơi. Câu hỏi tuần này rất là dễ nên anh em để ý mình bắn khẩu M79 này bao nhiêu viên, trúng bao nhiêu viên và gây ra sát thương bao nhiêu viên anh em nha. À đây, bên ngoài có người này, bên ngoài có tiếng chân luôn anh em ơi. Đây, trong nhà, một bóng, chạy đi đâu, thằng này chạy lên nhà chắc chắn rồi, đẩy lên nhà luôn anh em ơi, nó ở trên nhà đấy, đây, trên đôi con nha, bên ngoài, từ, nó chạy đi đâu, không chạy đi, đây, bên ngoài này, bên phải này, này, thì đẩy nóc, thì nóc với chúng tôi à, trên đôi với con người này, lút thì đô ra ta đẩy lên luôn này, đây, trên này hai tiếng ta bằng nhau, đây, bom keo, đây rồi, anh em sẽ thuộc phòng phòng lưu này. Một phát này. Một nóc. Liên. Quá đẳng cấp luôn anh em ơi. Ta đẩy qua, ta nhặt ít đô rồi ta đi tiếp anh em nha. À đua, bên phải vẫn con người này, đây, bên nhà kìa. À, nhà xe, trốn. Đây.
này nửa cây bẻ góc này luôn này, bẻ góc phẳng luôn này anh em ơi. Đây ra này, ra chúng tôi là một mau vẫn kéo đây luôn. Này chị bướm màu à, từ để xem nó đừng ở đâu này. Đây tiện chân đây này một mau bằng lẹn ha, nhặt đồ ra tao vào bò ra anh em ơi. Đây tao di chuyển vào bên đôi này, bên đông đồi gục bên này. Bóng kéo đông anh em ơi. Này một tiếng là coi ở dưới con này. Một phẳng ở đâu rồi? Lia mình tối à? Ấy quá anh em ơi. Má quên gạt cái thằng gục đi anh em. Đấy, này mà tôi gạt cái thằng gục là tôi ăn được 2 kill rồi. Đây thôi tôi di chuyển vào pháo đài này, khả năng pháo đài con người đấy. Đây bên trong có người được Skyler bằng nhau anh em ơi. Này xuống ăn thôi. Ăn. Con thằng chạy qua cục đá kìa. Đây. À đúng. Một phát liên mà chỉ hai quá. Đây, bên kia vẫn còn đúng nha anh em. Đây bóng keo nó chỗ thần này. À mày bắn hàng. Lùi chứ. Một bóng. Keo này. À đục keo. Đây lòi chứ. Đấy. Nhanh cái đúng đường ăn nào. Đây lên. Thằng kia nó chạy tới nó cãi đấy anh em ơi. Nhanh rồi nó ăn luôn rồi. Đây vẫn còn. Để bóng keo đặng thấy không? Bóng keo đặng phía trên này. Đây lên la điểm luôn. Đó, tiếp. Đây. Chỗ thân chết vẫn còn người này. Trong nhà vẫn còn luôn này. Đây. Rồi, đồ ăn luôn rồi. Con bắn hai kiểu của công hát kia của con có đẩy xuống bên này anh em ơi. Khả năng nằm bên này thôi, đẩy xuống bên này ăn luôn anh em này. Đây bên phải này. Đấy. Một phát cứ liên. Hay. Thằng cuối đâu rồi? Đây rồi, sáu tăng đá này. Ui cho thanh niên hạt DC bay bề phòng quá luôn. Ui giờ nó bị hạ luôn rồi, mà nó giết ghê thật. Đấy, thì xong clip này thì mình có một số đôi lời tâm sự là muốn tham khảo ý kiến của anh em. Đấy, những bạn nào mà tham gia mini game ấy thì các bạn lưu ý trả lời cho đúng và like và đăng ký kênh của mình thì khi đó mình mới trao giải được nha. Thì mình có một số câu hỏi muốn hỏi anh em, đó là dạo gần đây thì có một số bạn ấy là comment là thích mình bình luận và một cùng có một số bạn là thích mình là ghép nhạc giống như xưa. Thì mình không biết làm như thế nào thì anh em hãy comment ý kiến của anh em vào bên dưới. Và mình có một cái ý kiến như thế này thì mình sẽ làm đan xen giữa bình luận và ghép nhạc được không anh em? Đấy, nếu mà anh em thấy được thì anh em hãy comment ý kiến của anh em vào bên dưới cho mình với nha. Và bên cạnh đó thì anh em có thử thách gì thì anh em hãy comment thử thách của anh em vào bên dưới. Thử thách nào mà nhiều like thì mình sẽ làm. Đấy, và đừng quên là ngày mai là có accent sale nha anh em. Các bạn accent sale thì các bạn phải đợi đúng giờ và nhắn tay lên các bạn nha. Vì rất là nhiều người accent sale. Rồi clip cũng dừng tại đây luôn anh em nha. Cảm ơn anh em này giờ đã xem video và bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.